các bạn nhé. Trong video này tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn những cây xanh tầm trung rất là đẹp tại triển lãm sinh vật cảnh Bình Đà, Thanh Oai. Bạc thế 50.000, tầm con bạc thế 50.000, con đông hoan tiền 50.000. Mùi đông đơn 50.000, mùi đông đoàn 50.000. Ông xanh con tổ chức ủng hộ 1 triệu đồng. Ông Quang Vương ủng hộ 200 ngàn đồng. Ông Quang con bà Vũ ủng hộ 200 ngàn đồng. Một tác phẩm xanh rất là đẹp, chất xanh như Nam Điền. Tôi chỉ thông báo hết. Cây xanh này cũng của chủ nhân là Nguyễn Quý Bôn ở Trường Yên, Chương Mỹ. Một cây xanh ba thân cũng rất là đẹp, cũng là chất xanh Nam Điền. Của Nguyễn Quý Bôn ở Chương Mỹ rất là đẹp và được làm rất là kỹ. Cây này cũng được cắt giật rất là kỹ này. Cây này cũng rất là đẹp này. Cây xanh này cũng của chủ nhân là Nguyễn Kim Bôn này, cũng là chất xanh Nam Điền đây. Rất là đẹp. Cây này là của chủ nhân là Tạ Đức Trọng, chợ Rầm, Chương Mỹ. Thank you.
một tác phẩm xanh rất là đẹp. Đúng rồi, của chủ nhân Trình đây. Cái này là của chủ nhân là Cao Đình Trọng ở chợ Rồng. Cây này cũng của chủ nhân là Cao Đình Trọng. Đúng là đất Trưng Mỹ là đất có truyền thống về cây cảnh. Đất này Trưng Mỹ mang đến triển lãm sinh vật cảnh Bình Đà Thanh Oai cũng rất là nhiều tác phẩm đẹp. Đây là cây của chủ nhân là Nguyễn Văn Hoan, Thanh Cao. Cây xanh này cũng rất là đẹp. Cây xanh này của chủ nhân là Quang Huy.
cây xanh quê này. Cái này là của Lê Văn Tiến ở Quảng Bình.